Một ngày làm việc bình thường của những công nhân tại xưởng giết mổ gia cầm ở xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Vẫn là các công đoạn quen thuộc như giết mổ, khử trùng gà qua nước ozon, đóng gói, hút chân không. Nhưng 5 ngày gần đây, dây chuyền làm việc có thêm một khâu mới. Đó là dán tem lên bao bì. Chiếc tem tuy nhỏ nhưng nó là niềm tự hào của người dân Yên Thế và là niềm hy vọng của người dân cả nước về một thương hiệu gà Việt đáp ứng đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Chọn con giống rồi tất cả các khâu chúng tôi khép kín từ bắt đầu cho đến khi giết mổ là theo cái quy trình mà chúng tôi đã được viện chăn nuôi hướng dẫn theo cái quy trình an toàn sinh học. Không phải vô cớ mà gà đồi Yên Thế trở thành thương hiệu gà Việt sạch đầu tiên được gắn tem. Lúc bé úm thì chăn cám ăn thẳng, lớn lên độ hơn một tháng tuổi giờ ra thì tôi chăn ngô. Hiện nay là có 700 hộ đã đang chăn nuôi theo Việt Gáp. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang chăn nuôi theo quy trình đó. Xưởng giết mổ của chúng tôi bắt đầu đi vào hoạt động thì cũng muốn là khách hàng chấp nhận cái sản phẩm của chúng tôi. Trung bình mỗi năm, huyện Yên Thế xuất bán được 26.000 tấn thịt gà với doanh thu ước tính đạt từ 1.400 đến 1.500 tỷ đồng. Trong tháng 12 này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội sẽ tiến hành nhiều đợt kiểm dịch để đưa gà đồi Yên Thế vào thị trường Hà Nội với số lượng khoảng 20 tấn một ngày. Được công nhận chỉ là bước đầu, quan trọng nhất vẫn là giữ được thương hiệu. Đó cũng chính là nhiệm vụ đặt ra với ngành nông nghiệp địa phương trong việc kiểm soát chặt chẽ quy trình chăn nuôi, kiểm dịch và giết mổ. Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là cơ quan thú y, là tổ chức công tác kiểm dịch một cách chặt chẽ. Khi con gà đủ cái tiêu chuẩn, cái gà đồi Yên Thế thì mới cấp được cái chứng nhận kiểm dịch để vận chuyển lưu thông đi các địa phương khác. Chỉ những cái hộ nào mà đáp ứng được tất cả các cái điều kiện khi mà chứng nhận thì mới được cấp cái sử dụng cái quyền sử dụng cái nhãn hiệu chứng nhận này. Hiện việc gắn tem mới chỉ thực hiện trên gà thịt. Dự kiến đến cuối tháng 12 đến lượt gà lông sẽ được chứng nhận thương hiệu gà sạch. Một chiếc tem ít ra cũng là dấu hiệu nhận biết gà sạch với gà kém chất lượng. Nếu được quản lý chặt chẽ thì ít nhất là Tết này người dân sẽ không phải ăn loại gà thải Trung Quốc hay loại gà dai Hàn Quốc không còn giá trị dinh dưỡng.